phá mắt trước và sau đó là tấn công vào Brom cũng như là Ash. Cô lập được Brom, dựng khiên chắn rồi hết tối kiên cường thì lấy cái gì để có thể chống lại ở nhịp sau đây. Đánh ngân ngư được kích hoạt nhưng Pai trong tay của Sodan Kim đã di chuyển tới dòng nước ma quái làm choáng hai người và đạn của Gumayusi tới. Một cái gai hư không để giúp cho Honor có được điểm hạ gục thứ 3. Nét vẽ thành công đến từ Guma, một viên thứ tư và đó là hai mạng dành cho bộ đôi bên phía của T1. Bộ đôi của T1 Gumayusi Honor mỗi người ăn một mạng. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel Hoàng Sama và cùng mình đến với một game đấu tại thách đấu Hàn mà có sự có mặt của 4 thành viên của T1 anh em nhé. Một cái lobby mà 4 ông T1 chung team với nhau. Faker với một con Aurora đứng giữa này, Oner đi rừng với lại Kha'Zix đứng trên là Rớt. Và bây giờ thì AD cầm trang phục hàng hiệu của em Rớt, đứng múa trước mặt Rớt và vừa phải mất tốc biến với pha vòng sau của Honor. Lợi thế đi đường là có ở tình huống cấp độ 1 này dành cho Rớt nha. Và đây sẽ là một pha mà cho 4B về nhà luôn. Cho 4B về nhà để hồi phục máu luôn khi mà đã mất tốc biến. Đứng dưới sẽ là sự có mặt của Gumayusi với một con tướng Jin. Một con Jin để đối đầu với lại Ash và Brom bên phía bên kia. Và hỗ trợ của Guma trong ván đấu này sẽ là one charm rất là nổi tiếng tại thách đấu Hàn. Đó là Sodan Kim với tướng tủ luôn là Pai. Rồi, một lobby rất quỷ. Để xem là với một cái lobby mà có tới 4 thành viên của T1 ở chung một team thì nó sẽ như thế nào anh em nhé. Ở đó vòng dưng đến từ Honor sẽ là màu đỏ với sự hỗ trợ của Gumayusi. Với chất tướng Jin đứng giữa thì sẽ là một con Aurora của Faker đối đầu với tài năng trẻ của hàng ngoại Esports Challenger. Đó là Tempester. Cánh dưới này Guma ra đường chậm hơn này. Cánh trên thì ưu thế về mặt phép bổ trợ sẽ thuộc về Zeus. Pha đầm thấu xương khá tốt đến từ Sodan Kim. Sodan Kim thì rất là nổi tiếng với lại Pai rồi. Và chắc các bạn cũng đã có một vài lần được xem những highlight đến từ con Pai của anh chàng này. Nhưng mà đang có một pha đánh ngất ngư được kích hoạt với 4 stack. Cánh dưới đang trao đổi chiêu thức tốt hơn tại vì cấp độ 1 là một cấp rất là mạnh của cặp Ash và Brom. Và chắc chắn là Pai với Jin đánh không lại rồi. Đứng giữa thì Faker đang cầu máu liên tục. Rồi, vòng rừng của Honor sẽ là một cái vòng rừng đánh lên cánh trên nha. 3 bãi đến từ một con Kha'Zix đi rừng. Đứng trên thì đang có một pha tay đôi. Khô máu luôn không? Nào, bật giáp. Có 3 đòn tích tụ đến từ vị trí của AD. Một con dây trang phục vô địch thế giới của Rớt lại còn là hàng hiệu nữa. Vậy em Rớt có nương tay hay không? Đây lên 3 trước luôn với một tình huống động đất instant tiếp cận. Nhưng mà cái khoảng cách nó quá xa. Mũi ném đá tốc biến đánh tay. Và đó là solo kill cho Rớt với lợi thế về mặt phép bổ trợ. Tưởng là tha, hóa ra là không tha anh em ạ. Solo kill dành cho em Rớt ở đường trên nha. Và như vậy cái vòng rừng đánh lên cánh trên của Honor thì rất là thoải mái thôi. Có thể sẽ làm pha kiểm soát cua trên luôn dành cho Honor. Khu vực đường giữa thì Faker bấm B về nhà tele ngược lại với việc là mua thêm cho mình phong ấn. Khu vực đường dưới này thì Guma đang bị đẩy. Và cái áp lực đến từ bộ đôi bên phía của team 2 là có trước cái cặp Jin và Pai này nhá. Một cặp thì sẽ đánh theo kiểu nhấp nhả cấu rỉa, đánh nhiều nhịp. Rồi, tình huống đâm thấu xương kết hợp dòng nước ma quái khá tốt đến từ Sodan Kim. Guma có viên thứ tư, bắn ngược vào và lấy luôn lá chắn của Ash rồi. Thì khó quá dành cho AD rồi, vừa bị solo kill xong vẫn chưa hồi lại tốc biến. Tốc biến đâm thấu xương có thiêu đốt đẩy vào luôn, sát thương là chưa đủ đến từ WMC, cuối cùng đã đủ rồi. Mạng hạ gục dành cho Sodan Kim với cái thiêu đốt, còn cánh trên này thì thổi xong rồi AD không tốc biến, động đất Insta tiếp cận, thậm chí nhảy vào trước luôn đến từ Honor để thành trụ. Và pha đài trụ thành công đến từ bộ đôi của T1 nhưng ở khu vực đứng giữa thì Faker bị ganh. Faker bị ganh và nằm xuống. Mạng hạ gục dành cho Wukong để gỡ gạc dành cho Haru. Cũng là một người chơi rất là quen mặt và cũng có như cũng có một cái thời gian ngắn là Haru có mặt ở trong phần đội hình của SKT đúng không nhở? 2019 thì phải, nhớ không lầm là như thế. 6 bãi ăn cua trên, cua dưới thuộc về Haru nhưng đây sẽ là pha vòng sau đến từ Honor rồi. Mục tiêu ganh chắc chắn là Ash cũng như là Brom, hai người còn tốc biến nhá. Dấn lên, dòng nước ma quái đâm thấu xương, Brom chắn thì Brom đi rồi. Chết thay đến từ Brom, nét vẽ trông vào, tốc biến vẫn nằm xuống, mạng cho Honor. Và vòng sau ganh hiệu quả đến từ con Kha'Zix của Honor và lần ganh thứ hai với điểm hạ gục cũng là thứ hai luôn dành cho người đi rừng của T1. Những cái nhịp ganh đang thực sự là thuận lợi nhưng mà trong cái khoảng trống đấy thì Wukong của Haru có một pha dùng trừng phạt, dùng 2 trừng phạt để ăn rồng nhanh. Kéo cánh trên này thì khó cho AD quá rồi. Kích hoạt thiên thạch bí ẩn với pha bật W và đánh tay thì thứ rớt. Ném gạch hụt rồi, động đất Istan trúng, cầm gạch đánh tay tiếp luôn. tay thì không thể né được các bạn ơi. Còn tốc biến đến từ AD, tốc biến sử dụng luôn cầu xấu, cầu gia tốc, chiều cuối hút đến từ Rớt rồi. Chạy đợi hồi chiêu, chạy đợi hồi chiêu đã. 2 giây đồ hồi động đất Istan, có giáp ảo đến từ Rớt luôn, quay lại bật giáp ảo kích thiên thạch và đó là solo kill lần 2. Rồi xong kèo dây với lại Skarner này khó cho AD quá, gặp ngay chùm dây. Di chuyển proxy luôn đến từ Rớt với một pha động đất Istan. Còn trong khoảng trống đấy thì Honor sẽ có một pha triển khai cho mình loạt sâu không đầu tiên ở ván thi đấu này với 3 sâu trọn vẹn. Cân bằng lại với con rồng nguyên tố được Haru vừa ăn ở khu vực đường dưới. Bắt đầu có những cái ưu thế dành cho các đường của team 1 rồi. Đây là T1 cộng Sodan Kim à. Nào dòng nước ma quái làm choáng sau pha đâm thấu xương, Brom dựng tường ra chắn. Nào viên thứ 2, viên thứ 3. Quỳ tốc biến viên 4 lấy lá chắn. Ui may có cái lá chắn á, không đi rồi. Bật kịp lá chắn đến từ Ash, nếu như không thì chắc chắn là điểm hạ gục dành cho Gumayusi rồi. Nhưng máu quá thấp thế này thì ở lại đường kiểu gì đây? Wukong Haru xuống để có thể cố gắng hỗ trợ. Dòng nước ma quái chỉ làm choáng được Brom mà thôi. Dí theo đến từ vị trí của Sodan Kim, vẫn chưa có được điểm hạ gục, pha hơi với rồi. Một pha với hơi quá. Còn trong khoảng thời gian đó thì Honor vừa có một pha gành thành công với Faker để hạ gục thành công Orianna của Tempester. Rồi chúng ta cùng nhìn lại tình huống ganh đến từ Oner đi. Pha đà trụ thì là bất thành dành cho bộ ba bên phía của team 1 rồi. Chính xác bộ đôi bên phía team 1 ở cánh dưới rồi. Còn Faker thì kết hợp với Oner để có một pha ganh, pha vòng sau đến từ Oner. Giữa hai thế giới đặt ra lệnh sóng âm hai người. Nhưng kích hoạt sốc điện đến từ Faker và rất đơn giản với mạng dành cho anh giả. Bị Oner ganh và tổng cộng là 3 lần nằm xuống. Và cứ có cơ hội là Rớt sẽ lao vào để có những cái nhịp làm mềm hoặc là Onin thôi. Máu như này là Onin được này. Ném cạnh không thành công. Nhưng đó là động đất Distan đẩy dính tường làm choáng. Thêm 2 đòn đánh tay có nội tại nữa. Cầu sấm chả đang ngồi trở lại nhưng đó là áp chế và lính bắn quá nhiều. Rớt có lần solo kill thứ 3 trước AD ở ván đấu này. Đúng là khi mà bạn cầm dây gặp ngay em Rớt thì cái kết nó thực sự là rất đắng. Và khả năng hiểu chất tướng dây đến từ Rớt. Có Skarner này thì rồi khỏi đỡ rồi. Nào Haru lên, liệu có một tình huống áp sát hay không? Tốc biến không vào đủ tầm để có thể có một pha cưỡi mây. Không thể đủ tầm để sử dụng cho mình cơn đầu vân. Và rất lùi về được. 301 với 800 vàng. Và tiếp tục sẽ là một cục Hoàng Ngọc đúng không? Với Hoàng Ngọc được nâng cấp từ cái cục Hoàng Ngọc này. Băng giáp sẽ là trang bị đầu tiên mà rất hướng tới. Hầu như vậy là vòng tay pha lê luôn. Vòng tay pha lê luôn và mua thêm cho mình một cục Hồng Ngọc nữa đến từ Rớt. Phá mắt trước. Và sau đó là tấn công vào Brom cũng như là Ash. Cô lập được Brom, dựng khiên chắn. Rồi hết tối kiên cường thì lấy cái gì để có thể chống lại ở nhịp sau đây. Đánh ngân ngư để kích hoạt. Nhưng Pai trong tay của Sodan Kim đã di chuyển tới dòng nước ba quái làm choáng 2 người. Và đạn của Gumayusi tới. Một cái gai hư không để giúp cho Honor có được điểm hạ gục thứ 3. Nét vẽ thành công đến từ Guma, một viên thứ 4. Và đó là 2 mạng dành cho bộ đôi bên phía của T1. Bộ đôi của T1 Gumayusi Honor mỗi người ăn 1 mạng. Và một con Kha'Zix đi rừng quá chất lượng đến từ Mr. O ở ván đấu này. Một cái kiếm âm mưu được nâng cấp sớm để có thể kiểm soát tầm nhìn. Và khả năng snowball sẽ được tăng cường đến từ Honor. Sodan Kim vòng ra đường giữa, đống dấu xương thành công, dòng nước ma quái lấy tốc biến của Orianna. Đúng hoàn trà một khác xử lý rất mượt. Cái pha chiêu cuối đến từ Sodan Kim để tạo cái góc dòng nước ma quái 2 người ở trong tình huống đánh nhau trước đấy ở cánh dưới là rất mắc bình nhờ. Rớt lại có solo kill rồi. Rất đơn giản thôi, chắc là cũng không cần phải xem lại. Không có tốc biến đến từ dây, bị áp sát với một pha động đất Istan vào tường. Và cứ thế cầm gạch đáp thôi. Tìm kiểu gì? Gặp ngay một con bọ ngựa với một con bọ cạp. Rồi xong, cầm gạch. Động đất Istan. Không có tình huống áp sát thành công. Nhưng vẫn là một pha quá nhiều sát thương. Pha động đất Istan vừa rồi nó không trúng vào người của AD luôn nha. Nhưng mà nó vẫn đủ tầm để có thể áp sát thêm và tấn công đến từ bộ đôi của T1 và mạng dành cho Zeus với điểm hạ gục thứ 5. Honor có thêm một mạng hỗ trợ nữa rồi. 302 với một con Kha'Zix pressing. Ở đây sẽ làm thì cũng ra khu vực đường giữa. Cô lập đến từ Orianna, có tầm nhìn hay không đây? Nhảy thẳng vào kích sốc điện nhưng W đã hụt rồi, lệnh sóng âm không thành công. Đâm thấu xương bất trung đến từ Sodan Kim. Ui, đâm thấu xương còn gọi là xuyên lính à? Hết tường thì ăn ngay một viên thứ 4 đến từ Brom. Phát đấm thấu xương rất ảo đến từ One Charm Pai nổi tiếng tại thách đấu Hàn. Và tiếp tục là đấm thấu xương tầm tối đa không? Không đủ tầm rồi. Kha'Zix Corner đang di chuyển xuống, đang có ping đến từ Haru và Orianna nhưng hết chiều rồi, hết tốc biến, không chiêu cuối thì đánh nhau kiểu gì? Và tầm này con Wukong thì cũng rất khó để có thể lại tay đôi lại một con Kha'Zix có được cho mình nâng cấp quy, nâng cấp vào cái đến bùi sợ hãi. Và sát thương cô lập đến từ Honor tầm này là rất nhiều luôn. Dòng cân bằng với con dòng Vito thứ hai, dòng nước dành cho khả năng đi đường tốt hơn tới từ team 1. Và đây có thể sẽ là pha đái trụ cánh dưới, tiếp tục là đâm thấu xương vào, lưu đạn nhảy múa, lấy lá chắn của Ash, nét vẽ thành công dựng sân khấu, gây sát thương tiếp luôn đến từ Gumayusi, giật ra đến từ Honor, tránh sát thương trụ và đó là từ thần đáy sâu để Sodan Kim ăn mạng. Có mạng xe tiền luôn dành cho bộ ba bên phía của team 1. Cái pha xử lý rất mượt mà. Rồi, con Pai của Sodan Kim vừa làm luôn mạng con Ash. Sao Ash chết ta? Tưởng về rồi chứ. Rồi, Haru xuống bảo kê, ở lại một nhịp. Sodan Kim cũng ở lại luôn. Dòng nước ma quái tốc biến từ thần đấy sâu quá nhanh. Gặp toàn thú dữ rồi. Chiều cuối đến từ Rớt, đấy được lấy cái tốc biến của AD. Cánh trên AD cảm giác là cứ có tốc biến là phải nhấn. Tại vì khả năng áp sát với khả năng CC của con Skarner nó khó chịu quá. Chỉ thiên vào lôi phạt đẩy ra, tiếp tục nhặt gạch lên đáp, nhưng lần này thì không đủ tầm rồi. Vẫn dí theo, bật W dí rất khó chịu đến từ Rớt với cái pháo đài địa chấn. Đẩy nhanh hơn, cấu máu khó chịu hơn, lại cầm gạch đáp. 2 viên gạch. Máu này chơi game gì? Ở lại là bị solo kill á, ở lại là chết lần 7 á. Thôi đi thôi, về thôi đi ơi. Làm nhịp 4 sâu sau đó ra đánh nhau với Faker. Faker ăn xoáy, Faker tốc biến. Nhưng Honor nhảy thẳng vào, Orianna không tốc biến và lên bảng đếm số quá nhanh với sát thương cô lập. Faker cũng đi theo rồi. Một pha thí Faker để ăn mạng. Bật máy quét áp sát đến từ Haru, khiến cho Honor cần phải rút lui khi mà Honor dùng tàng hình. Nhưng đã là một cái nhịp tàng hình cuối rồi. Lần chiều cuối 2 đến từ Honor. Và không còn công cụ đánh nhau nữa, quyết định là về farm tiếp. Nào Sodan Kim đang di chuyển xuống, nét vẽ thành công đến từ Guma. Phạt đảo nó là như răng lạc đến từ con Pai này. Phạt mất tâm, đấm thấu xương, dòng nước ma quái làm choáng, có hết vẽ chồng vào luôn. Viên thứ tư một lựu đạn nhảy múa, lại băng tiến bắn ngược lại. Sodan Kim đang hết chiêu rồi, băng địa chấn. Sodan Kim có thiêu đốt, đẩy thiêu đốt với từ thần đấy xấu, đủ sát thương 2 lần dập dờ và đó là mạng dành cho vị trí của Sodan Kim. Dùng lặn mất tâm để hồi lại một chút máu và con Brom này chắc chắn là cũng sẽ đi theo Ash mà thôi. Và đó là cú double kill dành cho hỗ trợ của team 1. Quá nhiều sát thương đến từ Gumayusi và Sodan Kim ở trong cái pha dồn đam vừa rồi. Và Ash không thở được, mặc dù là hết chiêu rồi nha. Đã dùng dòng nước ma quái, đã dùng cho mình đâm thấu xương, nhưng vẫn kịp hồi lại cho mình quỳ kết hợp với một pha dồn sát thương với đạn của Gumayusi và một cái tử thần đáy sâu kết hợp với thiêu đốt. Chủ một toàn bản đồ dành cho Gumayusi ở khu vực đường dưới. Rất nhiều tiền với một con Jin đã xong cho mình giao điện static và sẽ là đại bác lên thành ở đồ 2. Bác thợ săn và cô nàng cầm tên băng chứ. Rồi xong nó đi đâu? Đi đâu được đấy? Khi bạn đánh xạ thủ gặp con Kha'Zix 4-0 và nó chỉ cần 2 nhịp cào mà thôi. Một pha EQ đơn giản để Honor có được điểm hàng khủng thứ 5. Trong khi đó thì Faker vẫn đang phải 1 đánh 2. Hơi khó rồi. Gumayusi tới cứu, không cứu nổi Faker, nhưng đó là 2 lần tử thần đáy sâu để giúp cho Gumayusi ăn thêm cái mạng này. Sẽ là 2 đổi 2, không, 3 đổi 2. Tốc biến viên thứ tư đến từ Gumayusi và có chạy đằng rời. Tiếp tục sẽ là nhịp công chủ đường giữa với sau một cái cú quét 4 người và đi dịch chuyển ra phòng ngự thì Gumayusi bắn lại rất đau. Tránh thành công cầu sớm rồi, đẩy đường siêu nhanh với lực đạn nhảy múa, đợi hồi lại đạn với áp lực vào trụ bột thôi. Đấy, đi không còn quá nhiều năng lượng nữa, chỉ thiên vẫn vào. Ok, nét vẽ vừa rồi không thành công nhưng Faker dịch chuyển tới và tạm biệt AD. Hiện tượng lạ kỳ với điểm hạ gục thứ 2 dành cho Faker và thi đấu này. Còn Gumayusi thì vẫn đang vào công trình, dính đại băng tiễn nhưng có thanh tẩy. Rớt tới, cầm gạch lên áp lực vào Haru. Nét vẽ thành công, thêm 1 viên gạch nữa đến từ Rớt. Nào đâm thấu xương vào khi mà phải chắn viên thứ 3 dành cho Haru để có thể rút lui về. Và Rớt đang muốn có một pha nhặt gạch vòng sau với pha động đất Instant. Honor cũng tương tự là như vậy và đó là giam cầm, nhưng mà Haru kịp thoát đi với tình huống chim mồi rồi. Chỉ là pha giữ chân 2 thành viên của đối phương, nó chưa có được điểm hạ gục dành cho bên phía của team 1 nhưng đã xong trụ 1 rồi. Lệnh sóng gầm găm trúng vào Rớt, rất trâu, Rớt vẫn sống. Còn Ad vòng sau à, Ad đi đâu đây? Viên 3 và viên 4 lấy lá chắn, có nét vẽ chồng vào luôn và tử thần đáy sâu dứt điểm thành công đến từ Sodan Kim. Tốc biến qua phía bên kia bờ tường sau cú double kill. T1 đang thực sự là bay với những pha PK liên tục của họ. Không đứng giữa, Honor có gai hư không nâng cấp ở cấp độ 11, tiếp tục là nét vẽ, sau đó là đâm thấu xương và tạm biệt luôn giày của AD. Haru băng thẳng vào cú chiêu cuối hàng của thành công Sodan Kim, nhưng hai thành viên của T1 vẫn đang cố gắng thả diều. Gumayusi có viên thứ tư, tốc độ di chuyển là rất cao, nằm xuống với shutdown dành cho Haru. Nhưng Honor thì sao đây? Một cú quy tốc biến dứt điểm đến từ Honor với điểm hạ gục thứ 6. Và hỗn chiến đường giữa, T1 mất hai người đó là Gumayusi và Sodan Kim, nhưng cái giá phải trả là một trụ một kết hợp với rất nhiều mạng và đang làm con Kha'Zix 6-0 đến từ Honor, vẫn chưa nằm xuống bất cứ một mạng nào cả. Những người nằm xuống trong pha vừa rồi là Rớt cùng với đó là Gumayusi và Sodan Kim. Bắt của con Skarner này hơi mệt nha. Ôi, em ép luôn rồi. Em ép luôn rồi các bạn ơi. Không thở nổi với 4 ông T1.